không lên. Cái người cho bảo không lên thì buồn quá. Còn kêu đợi tạnh mưa đây mà ăn lên xong rồi tạnh mưa xong rồi mất chén đó luôn rồi đó. Đói đi. Hôm nay chơi cái chai cái ngọt to luôn đó hả? Nè cũng vậy á, tại ra cái uống bác sĩ thôi. Kiểu là nó không được tiêu hóa. Cứ ăn vô là đi á, uống bác sĩ nó tiêu hóa. Cứ ăn vô đi. Alo. Tầm 3 giờ về được không? Mấy giờ anh mới về? Treo bùa về sớm chị? Chờ em về. Nay về sớm hả? Sao nay ai cũng về sớm vậy? Bao nhiêu? Coi em à, em làm tới 10 tiếng. Nhưng mà 4 giờ là em xong rồi. 4 giờ hả? Em xong sớm cho nên em ráng làm cho mình một tiếng. Chị làm được 5 tiếng, em làm được 7 tiếng rồi đó. Là còn 40 cái nữa. 40 cái. Dữ dằn. Thôi nói chung tụi bay còn khỏe, tụi bay còn trẻ, tụi bay làm được chứ chị về. Quả người đó. Đẻ con rồi nó vậy. Em hiểu mà, em biết chị đi làm gì đó đây thôi, em biết mà. Vì làm để giết thời gian. Thay vì ở nhà thì mình có thể đi chơi mà mình cũng kiếm ra tiền đúng không chị? Thôi mà không sắp đi nữa. Đi chơi sẽ kiếm ra tiền được. Chị đang đi chơi nè. Làm mệt chết luôn rồi. Làm một cách thoải mái, là một cách vui vẻ, là một cách không cần suy nghĩ thì là đi chơi đó chị. Có gì mà đi chơi đó. Còn làm mà mình phải suy nghĩ là cái nhà thì cũng như là mình phải xem coi có vừa lòng người ta không. Nhanh vàng. Mai nhất là cái thời đi làm phục vụ cà phê. Ồ. Oh. Nó mỗi cà phê chạy chết. Em nha, em đi làm buffet. Mày em làm sai cái gì hay là không gọn, không dọn dẹp hay là không sạch sẽ cái chủ chửi em. Em thử việc 3 ngày mới thành bản thân của em. Ngày trước ngày đầu tiên em thử việc bởi hết 14 cái ly. Rửa hả? Hay là bưng bưng rớt đúng không? Bưng hai tay gì nè mà tự nhiên đang đi cái nó rớt hay lắm kìa. Điên hết không đấy. Cái đĩa thì có mỏng được có chút xíu à. Cái sao sao nghĩ là bạn em được nè. Không đền hả? Nghĩ rồi. Chạy hả? Chạy. Mà một ngày lương thì cũng 140. Thì nó kêu là nếu làm được thì tính luôn 3 ngày tự việc, tính luôn lương mà. Mà hồi đó thì ngày lương 140 à. Kiểu là hồi đó là lương là 15-16 ngày là nhiều lắm. Cái cà phê thì nó chỉ có 15-16 ngày một giờ thôi. Nào mà vô làm chính thức thì mới 20 ngàn một giờ. Nhưng mà làm là sáng chiều chết mẹ luôn. Sung sướng gì. Chạy chạy vào chạy ra chạy vào chạy ra. Để em ngồi có ở chỗ cũng 20. Nhưng mà đi nhiều cho nó vận động. Ủa tụi em lên 23 chưa? Em lên 23 rồi. Mà đi nhiều vận động nó đỡ mệt. Còn ngồi nhiều thì nó bị nhiều cái tác hại lắm. Tác hại nhiều nhất đó chính là bị thâm đích. Thì ngồi nhiều thân thích á. Chắc tao về tao tính toán rồi mà soi thử quá. Bị kiểu cái đường máu mình á, nó khó không lưu thông. Thiếu máu. Ngồi không có lưu thông đâu. Đợi bố mày mang cơm lên mày đi về mày em rồi.
hỏi là mang cơm lên không?